Boeing nhận được đề nghị xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Việt Nam. Mới đây, tập đoàn Boeing đã nhận được đề nghị xây dựng một nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Việt Nam. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất và cung cấp linh kiện cho ngành hàng không, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Lợi ích của việc xây dựng nhà máy. Việc xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Việt Nam sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tạo ra việc làm, nhà máy sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời nâng cao tay nghề và kỹ năng cho lực lượng lao động. Phát triển ngành công nghiệp hàng không, đây sẽ là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam, góp phần vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing. Cải thiện cơ sở hạ tầng, sự đầu tư của Boeing sẽ thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng tại khu vực nơi nhà máy được xây dựng, từ giao thông cho đến các dịch vụ hỗ trợ khác. Tăng cường quan hệ đối tác, sự hiện diện của Boeing tại Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp và doanh nghiệp địa phương, mở ra khả năng phát triển kinh tế bền vững. Tiềm năng của Việt Nam trong ngành hàng không. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, nhu cầu về linh kiện máy bay và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cũng tăng theo. Do đó, việc đầu tư vào sản xuất linh kiện máy bay sẽ giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu này trong tương lai. Việc Boeing nhận được đề nghị xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Việt Nam không chỉ là tín hiệu tích cực cho ngành hàng không Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp tại quốc gia này. Sự hiện diện của một tập đoàn hàng không lớn như Boeing sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp hàng không toàn cầu.